Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Hôm nay tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn bởi vì cô gái tên Nhi của chúng ta đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi gia đình nhà chồng, gia đình của Dương và bà mẹ chồng của mình. Vô cùng là cay nghiệt đối với cô đúng không ạ? Và ngày hôm nay liệu rằng Nhi có thoát khỏi được hay không? Và ai là người có thể giúp đỡ cô vào lúc hoàn cảnh khó khăn này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung của tập 5. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bọn họ sắp xếp để tôi ngủ cùng với Vũ chắc chắn có lý do. Dương thì không có khả năng làm tôi mang thai. Họ không nhận đứa trẻ khác bên ngoài về nuôi. Tôi đoán mẹ chồng tôi muốn đứa bé phải cùng huyết thống với mình. Tôi gác tay lên trán thở dài. Không biết bố mẹ, bé Hân và bản thân của tôi thế nào rồi. Họ có đang tìm tôi hay không? Tôi nhớ nhà. Sau khi trốn khỏi đây, chắc chắn tôi phải tìm chỗ nào đó để lánh mặt một thời gian. Sau đó ra tòa ly hôn. Tuy điện thoại của tôi bị mẹ chồng đập rồi, nhưng mà tôi có lưu mấy đoạn video vào Gmail. Chỉ cần khôi phục là xong ngay. Sau một đêm lăn tăn, gần sáng tôi mới ngủ được. Vậy nên khi mẹ chồng bước vào phòng, tôi còn chưa dậy. Nhi à, dậy đi, ăn sáng rồi đến bệnh viện. Dạ vâng ạ. Tôi mở mắt nhìn thấy bà ta ăn mặc sang trọng, đang đứng cuối giường. Tôi uể oải vén chân ngồi dậy. Mẹ chồng mở tủ quần áo chọn cho tôi vài bộ đồ sang trọng. Ra ngoài phải ăn mặc sao cho đẹp, để người khác nhìn vào mà trầm trồ. Gia đình chồng tôi giàu có mà, còn dâu đâu thể nào xuất hiện xoành xoàng được chứ. Một bộ trang sức lấp lánh để sẵn trên giường, cùng với bộ váy màu nút dài qua gối, tôi nhanh chóng mặc vào người. Người đẹp vì lụa quả là không sai. Nhìn tôi bây giờ trông vô cùng sang trọng. Cầm lấy đi. Mẹ chồng hài lòng đưa cho tôi một chiếc túi sách. Tôi lén mở ra xem, nhưng bên trong trống rỗng không có gì. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài. Cảm giác mừng rỡ xen lẫn khẩn trương. Tôi theo mẹ chồng xuống cầu thang, và phải kiềm chế lắm hai chân của tôi mới không bỏ chạy. Tôi rút ra kinh nghiệm, làm việc gì cũng đừng quá hấp tấp và vội vàng. Dương đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại. Thấy tôi bước xuống, anh đứng lên bước ra xe. Tôi đặt lịch trước với bác sĩ rồi. Cô biết nên làm gì rồi chứ? Dạ vâng, con biết rồi thưa mẹ. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng. Hai tay của tôi đặt lên túi sách. Vì hồi hộp nên lòng bàn tay của tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi nhìn ra xe cộ tấp nập bên ngoài. Hy vọng rồi tôi bắt gặp một người quen nào đó. Nhưng khi đến bệnh viện, tôi cũng chẳng gặp được ai. Theo ý mẹ chồng, xuống xe tôi khoác tay Dương, còn bà thì đi bên cạnh, nhìn vào tưởng chừng như chúng tôi là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Tôi có hẹn trước với bác sĩ Minh. Dạ vâng, mời cô đợi một chút, bác sĩ Minh đang khám cho bệnh nhân, sắp xong rồi ạ. Bệnh viện tư nhân nên chúng tôi được mời vào phòng chờ, có trà và có bánh để sẵn. Mẹ chồng tôi có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Trong phòng chỉ còn tôi và Dương. Anh ta không có ý định mở miệng ra nói chuyện với tôi. Lúc này tôi hồi hộp lên tiếng. Tôi muốn đi vệ sinh. Dương bỏ điện thoại vào túi rồi đứng lên. Tôi đi đến khoác tay của anh ta, cùng bước ra ngoài. Mẹ chồng tôi đang nghe điện thoại say sưa nên không chú ý. Thái độ hợp tác của tôi rất chân thành nên Dương không nghi ngờ gì. Tôi cố gắng nới lòng cảm giác với anh ta. Sau này, anh phải có trách nhiệm với đứa bé. Nó không có mẹ, nên... Cô yên tâm đi, tôi không để con của tôi thua kém bất cứ ai. Nó không có mẹ, nhưng bù lại, nó có hai người bố. Liệu Tuấn có yêu thương nó không?
Anh ấy rất thích trẻ con. Tôi có thể gặp được con, có phải không? Không, tốt hơn là cô không nên gặp. Tôi cười nhạt. Thích là một chuyện, có chăm sóc yêu thương được hay không lại là chuyện khác. Mà với tính cách như Tuấn, tôi nghĩ rằng anh ta không yêu thương ai ngoài bản thân của mình. Đứng trước nhà vệ sinh nữ, tôi lưỡng lự. Anh có vào luôn không? Dương định vào cùng tôi, nhưng phía sau có một người phụ nữ nhìn anh ta với vẻ mặt e dè. Nên lúc này Dương hắng giọng nói với tôi. Em vào đi. Anh đứng ở ngoài chờ. Vâng, vậy cầm hộ em túi sách. Tôi không hề để lộ một chút bất thường gì. Cũng may Dương ít đa nghi hơn Vũ Lan và mẹ của anh ta. Nếu là hai người họ thì tôi đừng hòng qua mặt. Tôi vội vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ kia chỉ rửa tay rồi đi ra. Tôi liền níu lại, cầu xin sự giúp đỡ. Chị ơi, chị cho em mượn điện thoại, em gọi cho bạn em được không? Em bị chồng ép đến đây phá thai. Đứa bé được 5 tuần tuổi rồi. Em không muốn, nhưng gia đình chồng em bắt buộc phải bỏ đứa bé. Chị giúp em với. Chồng em là người đang đứng bên ngoài đấy à? Dạ vâng ạ. Thấy tôi rất thành khẩn nên người phụ nữ kia đồng cảm cho tôi mượn điện thoại. Tôi vội vàng gọi cho cái Vi, nhưng đến cuộc thứ hai nó mới nghe máy. Vi ơi, tao đây, mày đến bệnh viện Hòa Mỹ đón tao với. Cuối cùng cũng tìm được mày rồi, mày đợi tao một chút, tao đến ngay. Số này tao mượn, là tao đứng cổng bệnh viện, mày đến mày đón tao nhá. Tao biết rồi. Tôi thấp thỏm trả điện thoại cho chị gái tốt bụng, không biết ra khỏi đây bằng cách nào. Chị ấy quan tâm hỏi han. Bây giờ em tính thế nào? Em không biết chị ơi, có cả mẹ chồng em đi cùng. Bà ấy là người xúi chồng em, bắt em bỏ con. Chồng em ngoại tình với cấp dưới, cô ta bầu con trai, nên bọn họ muốn giết con của em. Chị ơi, chị giúp em với. Em không có gì báo đáp cho chị, chiếc đồng hồ này. Thôi thôi, chị không lấy đâu. Em ở trong này, chị ra ngoài kiếm chuyện gây sự với chồng em. Lúc đó, em phải bỏ chạy thật nhanh nhá. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhi ơi, Nhi, em làm cái gì trong đấy mà lâu vậy hả? Dương đứng bên ngoài đợi lâu nên gõ cửa nhà vệ sinh. Tim của tôi thót, lau nước mắt vội vàng đáp ngay. Em sắp xong rồi ạ. Nhanh lên, mẹ vừa mới gọi đấy. Dạ vâng. Nhờ sự hối thúc của Dương mà lý do của tôi càng thêm thuyết phục. Cũng may gặp được chị gái tốt bụng. Chị ấy ra trước, còn tôi thì nấp sau cánh cửa chờ đợi. Này, cậu là chồng của cô gái tên Nhi có phải không? Có chuyện gì? Cậu ngoại tình, còn ép vợ mình phá thai. Cậu làm chồng kiểu gì mà vô trách nhiệm thế hả? Chị là ai? Chị biết cái gì mà nói chứ? Dương mím môi muốn xông vào, tức giận và gọi to. Cô ra đây ngay. Cô vừa ăn nói bậy bạ cái gì thế hả? Đấy, còn bảo là không. Nói chúng tim đen, định đánh vợ chứ gì. Chị là ai? Chị có tránh ra ngay không? Tôi không tránh đấy. Cậu làm gì được tôi? Cậu định đánh tôi á? Đánh đi, đánh đi. Cô gái kia và Dương đang xô nhau, đẩy qua đẩy lại. Thời cơ bây giờ đã đến với tôi rồi. Tôi mở tung cửa và bỏ chạy ra ngoài. Này, Nhi! Này cái cậu kia! Chị bị điên à? Chị tránh ra ngay cho tôi. Cậu vừa mới mắng ai đấy? Này, cậu đứng lại đây nói chuyện cho đàng hoàng. Chuyện gia đình của tôi, chị biết cái quái gì mà chị xía cái mõm vào? Tôi cởi đôi giày cao gót ném trong nhà vệ sinh, chân trần liều mạng chạy ra. Hy vọng chị gái tốt bụng kia có thể giữ chân được Dương lâu hơn. Tôi bấm thang máy, nhưng không có cái nào mở liền. Tôi chuyển sang chạy bộ. Chưa bao giờ tôi sợ hãi như lúc này, vừa chạy vừa cầu nguyện không bị mẹ con Dương bắt lại. Cô đứng lại nhanh, đứng lại cho tôi. Tiếng quát phía sau của Dương làm cho tôi chết điếng. Anh ta đuổi đến nơi rồi. Tiếng bước chân dồn dập phía sau giống như đòi mạng của tôi. Tôi chạy nhanh đến mức không kịp nhìn lại. Hai chân của tôi thoăn thoắt nhiều lần muốn díu vào. Hết bậc thang tầng thứ hai, tim của tôi như muốn bay ra ngoài theo cú sẩy chân. Cơ thể của tôi đổ ập về phía trước rồi lăn theo quán tính. Tôi ôm đầu, cùi trò chầy chụa, quẹt vào bậc thang đau đớn. Không thể về lại căn nhà đáng sợ đó. Bằng chút hy vọng ít ỏi, tôi phải cố gắng gượng ngồi dậy, nép sau
và tiếp tục chạy tiếp. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương ở phía sau la hét, kêu bảo vệ bắt tôi lại. Bọn họ tưởng tôi là trộm nên nháo nhào. Tôi nhìn theo chỉ dẫn trên tường rồi chạy ra cổng sau. Không biết cây vi đã đến hay chưa, tôi chỉ biết cắm cúi chạy về phía trước. Tôi tông phải một người nào đó, cú tông mạnh bất chợt làm tôi choáng váng. Một giọng nói êm ái vang lên. Cô không sao đấy chứ? Đang hỏi tôi là một người đàn ông, dáng vẻ lịch sự đứng đắn. Tôi không có thời gian để đánh giá. Nhìn sơ qua về bề ngoài, tôi chụp lấy cánh tay của anh ta. Tôi hoàng hồn cầu cứu. Anh ơi, giúp tôi rời khỏi đây được không? Tôi bị chồng tôi ép phá thai, tôi... Đi lối này. Tôi chưa kịp nói hết câu, thì anh ta kéo tay tôi, chạy vào lối rẽ bên trái. Tôi không biết mình đang đi đâu, nhưng trong tình huống cấp bách, tôi tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này. Chúng tôi chạy ra khuôn viên bệnh viện, rồi vòng qua bãi đậu xe ô tô. Hôm nay tôi gặp được quý nhân giúp đỡ, hết chị gái tốt bụng, rồi đến người đàn ông này. Tôi mừng muốn khóc, đang định cảm ơn anh ta, thì thấy mẹ chồng tôi, ráo rác chạy đến. Sao thế? Tôi ngồi thụp xuống cạnh chiếc xe màu trắng, khó xử. Đó là mẹ chồng của tôi. Anh có thể giúp tôi lần cuối được không? Tôi thật sự không biết nhờ cậy vào ai. Cô muốn tôi giúp gì? Nhờ anh đưa tôi ra trước cổng. Tôi gọi bạn đến đón tôi rồi. Cô lên xe đi. Này, Nhi! Tôi vừa ngồi vào ghế trước của xe thì nghe giọng mẹ chồng tôi gọi giật. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Dương đang chạy nhanh. Anh ta tức giận chạy đến và đuổi theo xe. Tôi lo quan sát bọn họ mà không chú ý đến vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh. Đó là chồng của cô sao? Vâng ạ. Căng nhỉ, cậu ta đang đuổi theo phía sau xe. Anh có thể cắt đuôi được không ạ? Có thể chứ, nhưng mà tôi muốn biết thêm một chút. Cô nói rằng mình bị chồng ép phá thai, có đúng không? Lỡ nói dối như vậy rồi, tôi không biết phải giải thích thế nào. Đầu óc đang hoảng loạn, nên càng nói ra sợ rằng lại càng rối rắm thêm. Tôi ái ngại gật đầu. Người đàn ông kia không hỏi thêm gì, tập trung lái xe, bởi vì Dương đuổi gần đến kịp. Kiểu này tôi không thể cho cô xuống được rồi. Tôi thành thật xin lỗi, vì làm liên lụy đến anh. Tôi tên là Hiếu. Vâng ạ. Tôi thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, phía trước là ngã tư, đèn xanh đang nhấp nháy, chỉ còn vài giây cuối cùng. Xe đột ngột tăng tốc, Hiếu thành thục vượt qua trong gang tấc. Nhìn chiếc xe bị cắt đuôi phía sau, tôi dựa lưng ra ghế, nhắm mắt thở phào. Tảng đá nặng nề trên vai của tôi như được chút xuống một nửa. Giờ tôi mới thấy hai tay của mình đau nhức, đầu tóc rối bù bết dính vào mặt. Nhìn xuống dưới chân, tôi lại càng khó xử hơn. Anh Hiếu, tôi xin lỗi, tôi làm bẩn xe của anh rồi. Không sao đâu, chi phí rửa xe cô trả được cô đúng không? Vâng, tôi trả cho anh. Vậy thì cô cho tôi số điện thoại đi. Tôi không có số điện thoại. Hay là anh cho tôi số của anh, đợi tôi gặp bạn rồi chi phí bao nhiêu tôi chủ động tôi gọi cho anh tôi trả. Không phải là cô đang lừa tôi đấy chứ? Tôi bị lừa nhiều lần nên bây giờ chẳng dám tin ai. Tốt nhất chúng ta nên làm bản cam kết. Hiếu không tin tôi cũng đúng, bởi vì tôi đang nói dối anh. Tôi mượn điện thoại của anh gọi cho Vi, nhưng lúc nãy tôi đã nhờ giúp lần cuối rồi. Dù sao thì cũng cắt đuôi được mẹ con Dương, tôi sẽ tự tìm cách để đến chỗ của nó. Xe chạy chậm rồi dừng lại trước một căn hộ. Hiếu xuống xe mở cổng rồi chạy vào trong sân, thản nhiên nói. Tôi sống một mình. Anh giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn anh. Tôi tin anh là người đứng đắn. Vậy thì vào thôi. Chúng tôi đều là những người xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Hiếu lại bảo đang sống một mình. Tuy nói cảm kích, nhưng tôi đang lo lắng. Không biết anh ta có làm gì khiến cho tôi bất ngờ hay không. Tôi lau chân trên thảm thật sạch, rồi mới bước vào. Hiếu chỉ tay lên kệ. Cô đi dép đi. Vâng. Cô kết hôn lâu chưa? Cũng gần được một tháng. Nói thế nào nhỉ? Tính ra tôi có quen biết
với gia đình chồng cô đấy. Tôi tròn mắt không thể nào tin, lại có sự trùng hợp đến như vậy. Người giúp tôi lại quen biết với gia đình của Dương. Như vậy có nghĩa, anh ta biết rằng tôi nói dối. Tôi lúng túng định giải thích, thì Hiếu rót ly nước, sau đó nói với tôi. Cô tên Nhi đúng không? Vâng. Chi phí sửa xe có người giúp cô trả rồi. Tôi muốn biết người đó là ai, có được không? Chắc là sắp đến rồi đấy. Thấy tôi cảnh giác đứng bật dậy, Hiếu lúc này cười trừ. Cô yên tâm đi, không phải mẹ chồng hay là chồng của cô đâu. Bọn họ mà biết tôi giúp cô, tôi trốn còn không kịp ấy chứ. Vậy... Cô cứ ngồi xuống đi, tôi đi tắm, cô trong nhà giúp tôi nhé. Anh không sợ tôi lấy cái gì của anh à? Cô cứ lấy đi, tôi được bù lại cái khác, còn mừng hơn ấy chứ. Anh ta nói chuyện ẩn ý, tôi nghe không hiểu. Người đàn ông này ở một mình, nhưng mà nhà cửa rất bừa bộn. Tôi ngồi xuống ghế thì chạm phải một thứ gì đó. Nhổm lên mới thấy là một bút chì màu. Cạnh cửa sổ có giá vẽ, trong sọt rác có mấy màu giấy vò cục nằm im lìm. Tôi đoán anh ta thích vẽ tranh, hoặc có thể là họa sĩ. Hiếu bảo tôi trông nhà giúp, tôi không biết nên đi hay ở lại. Liệu may anh ta lừa tôi, lát nữa mẹ chồng hay Dương đến đây thì sao? Tôi đứng lên, nếu anh ta là người tốt thì xem như tôi mắc nợ. Nếu có cơ hội, tôi nhất định trả ơn. Còn bây giờ tôi phải đi rồi. Tôi vừa nhấc chân khỏi ghế thì há hốc miệng, hóa đá tại chỗ. Hiếu đâu rồi? Anh ta đang tắm. Vũ bước vào nhà một cách rất tự nhiên và ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Em mang thai bao giờ? Tôi không mang thai, tôi chỉ... Ngồi xuống đi. Anh có ăn thịt được em đâu, mà em sợ chứ. Anh nói với mẹ anh rồi đúng không? Tôi không muốn về đấy, tôi... Anh chưa nói gì. Anh không lừa tôi chứ? Em có tin anh không? Tôi tin anh. Tôi nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Trước đó tôi từng có ý định là dựa vào Vũ. Chỉ có anh ta mới đủ khả năng giúp tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này. Vũ nhìn tôi cười nhạt. Em cũng giỏi thật, nói xấu chồng mình không thương tiếc nhỉ. Anh ta lừa dối tôi, ngoại tình vũ vu. Tôi nói như vậy đâu có gì quá đáng chứ. Dương đánh em sao? Phải. Bởi vì tôi mắng Tuấn. Lý do buồn cười lắm có phải không? Chồng mình ngoại tình mà tôi không được quyền mắng mỏ. Vũ im lặng. Tôi cảm thấy được sự tôn trọng, bởi vì bây giờ nhìn anh ta vô cùng nghiêm túc. Hiếu tắm xong thay bộ đồ khác và bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi và Vũ không nói chuyện với nhau, anh ta liền tò mò. Hai người có chuyện gì đấy? Cậu cho cô ấy ở lại đây vài ngày có được không? Không được, để em tới chỗ của cậu đi. Chỗ của tôi không tiện. Cái gì mà không tiện? Cậu thấy tôi và Hạnh gây gổ với nhau chưa đủ nhiều à? Tháng này cô ấy đòi chia tay tôi 2 lần. Để em dâu của cậu ở đây, tôi đau tim đến chết. Tôi nghe như vậy thì vội vàng từ chối. Tôi đến chỗ bạn, không cần làm phiền anh ấy đâu. Em nghĩ rằng mẹ tôi không tìm đến chỗ của bạn em sao? Vậy thì tôi phải về quê để lánh tạm một thời gian. Vũ bảo tôi gọi cho Vi, nói tôi được an toàn rồi, nó không cần phải lo lắng, mà phải tỏ ra không biết gì về chuyện tôi bỏ trốn. Còn bố mẹ thì tôi chưa vội liên lạc, đợi tôi ly hôn xong, tôi mới cho họ hay biết. Sau khi đắn đo suy nghĩ kỹ càng, tôi theo Vũ đến chỗ của anh ta. Nếu như về quê thì đằng nào, bố mẹ tôi cũng biết chuyện, anh ta đồng ý giúp tôi, ở chung một chỗ với Vũ. Tôi sẽ biết được mẹ chồng và Dương muốn làm gì, như vậy thì tôi dễ dàng nghĩ cách đối phó với họ. Chạy mất dép đúng là có thật nhỉ? Tôi nhìn xuống chân rồi ngượng ngùng, mượn Hiếu đôi dép. Vũ chạy xe ra cổng đợi. Tôi mở cửa ngồi vào, thì nghe anh ta nói chuyện điện thoại với ai đó. Ừ, có gì nói chuyện sao? Lúc nãy có Hiếu nên tôi không tiện hỏi. Đợi Vũ cúp máy, tôi mới lên tiếng. Tại sao anh lại đồng ý giúp tôi? Bởi vì tôi không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Em muốn ly hôn có phải không? Vâng ạ. Tôi giúp em ly hôn, nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện.
Điều kiện gì? Anh nói đi. Em không được đem chuyện của Dương và Tuấn phanh phui trước tòa. Chia tay trông êm đẹp, để không làm ảnh hưởng đến hai bên. Nếu như Dương không đồng ý ly hôn thì sao? Anh hứa giúp, thì chắc chắn phải có cách. Vậy thì tôi đồng ý. Điện thoại của em đâu? Em có gửi gì cho bạn em không? Tôi không gửi gì cho Vi, nhưng mà tôi có lưu vào Gmail. Đúng là em ghê gớm, chứ chẳng phải là dạng vừa. Anh thử bị cắm sừng như tôi đi, rồi anh biết cảm giác đó như thế nào. Vũ mới dọn ra ngoài sống, nhưng căn hộ của anh ta đầy đủ tiện nghi, giống như thường xuyên có người sống trong này. Phòng của anh ta ở bên phải, còn phòng của tôi kế bên. Vũ chỉ đưa tôi đến rồi quay lại nhà hàng. Anh ta dặn tôi rảnh rỗi, không có việc gì làm, thì lau nhà và giặt hết quần áo trong giỏ. Tôi đói bụng nên tìm gì đó ăn tạm. Mở tủ lạnh ra đồ ăn phong phú, làm tôi hoa cả mắt, chẳng khác nào một siêu thị mini. Tôi nấu ăn cũng không tệ, tự nấu cho mình một tô phở, ăn xong làm việc mà Vũ giao. Quần áo chất đầy trong giỏ, tôi ngắn ngầm lựa áo sơ mi trắng để giặt riêng. Căn hộ này rất rộng, tôi hì hục lau thì ngót nghét xong cũng cả tiếng đồng hồ. Người tôi đổ đầy mồ hôi. Tôi muốn tắm rửa thay bộ váy trên người ra, nhưng lại không có quần áo để mặc. Lưỡng lự vài giây, tôi bước vào trong phòng của Vũ, mượn tạm quần áo của anh. Ở nhà anh ta có hẳn một tủ riêng để trưng bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền. Ở đây cũng vậy. Tôi dùng mắt ngó qua, chứ không tay máy khám phá làm gì. Bộ trang sức tôi đang đeo chắc chắn không rẻ. Tôi tháo xuống để trên bàn, trả lại cho Vũ. Trong người không có một đồng, nhưng mà thứ gì không phải của mình, tôi không thể nào ham hố mà lấy nó. Tôi mượn của Vũ một chiếc áo sơ mi, rồi về phòng tắm rửa. Tranh thủ giữa trưa, trời đang nắng nóng, tôi giặt bộ váy mới, cùng với bộ nội y, phơi ngoài ban công cho nhanh khô. Không có gì làm nên tôi đi ngủ. Tôi qua thao thức cả đêm, bây giờ cả cơ thể mỏi mệt. Nhi ơi! Nhi! Có ai đó đang gọi tên tôi. Từ trong cơn mộng đẹp, tôi bừng tỉnh. Có lẽ ám ảnh mẹ chồng, nên tôi tưởng tượng bà ta đang gọi mình. Em phơi quần áo ngoài ban công à? Dạ vâng ạ. Tầng dưới gửi cho em đấy. Vũ đưa cho tôi một túi giấy nhỏ, không biết trong đó là thứ gì. Tôi ngơ ngác mở ra xem, thì hai má của tôi nóng ran, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê. Màu sắc nhã nhặn nhỉ, nhưng mà anh thích loại mỏng hơn một chút, xuyên thấu lại càng tốt. Tôi muốn giấu nhẹm thứ đang cầm trong tay mình, nhưng mà Vũ đứng ở cửa, trêu chọc tôi, làm cho tôi ngượng ngùng. Anh ta tự dưng nhíu mày, sờ cằm đăm chiêu. Anh thấy em như bây giờ mới đẹp nhất, biết tại sao không? Tôi sập bẫy lắc đầu. Vũ tặng cho tôi một nụ cười hết sức sáng lạn. Tôi quên mất anh ta không thể nào đứng đắn quá ba câu. Không mặc gì mới đẹp. Tôi đuổi Vũ ra ngoài rồi mặc lại quần áo cho đàng hoàng. Anh ta rất thích đùa dai, đứng ngoài cửa nói vọng vào. Ở đây chỉ có anh và em thôi, em cứ thoải mái mà cười hết. Tổ tiên của chúng ta trước kia cũng như vậy, mát mẻ, dễ dàng hoạt động. Nếu như anh thích ấy, anh về thời đó mà sống đi. Âm dương hòa hợp mới đúng với quy luật của tự nhiên. Một mình anh lấy ai mà nhân giống? Nhân với cái đầu gối của anh ấy. Tôi bực bội đẩy cửa bước ra. Vũ nhún vai và đi theo tôi. Em nấu bữa tối đi. Anh tắm ra là phải có cơm đấy. Vậy thì ăn mì gói cho nhanh. Em ăn cái gì, anh ăn cái đó. Buổi trưa tôi nấu phở, tự dưng cảm thấy mình nấu ngon, nên bữa tối lại ăn phở tiếp. Đem nguyên liệu sơ chế xong xuôi, tôi làm thêm nước ép. Không biết Vũ uống được hay không, nhưng mà tôi vẫn làm dư ra một chút. Những anh ta thích lại dành với tôi. Vũ tắm rất lâu, nồi nước bắt đầu sôi ủng ục nghi ngút khói, nhưng mà lại chưa thấy mặt mũi của anh ta đâu. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Giọng nói thanh thoát từ phòng khách vang lên, tôi thở dài vớt bánh phở ra tô. Anh muốn ăn chín hay là ăn tái đây? Chín đi. Đây, tự phục vụ. Có ngon không đấy? Anh cứ ăn thử đi rồi biết. Vũ phụ tôi bưng hai tô ra bàn, tôi tự thấy mình nấu ngon,
Còn khẩu vị của anh ta như thế nào thì tôi không biết. Em có ăn ớt không? Tôi không ăn cay. Thảo nào lại không biết ghen? Tôi cười nhạt. Không phải là không biết ghen, mà là không có tâm trạng để ghen. Kể ra cũng buồn cười. Tôi đi ghen với một người đàn ông. Nếu khi đánh ghen, tôi không có nổi 10% thắng. Vũ thản nhiên chọc đũa vào tô của tôi, gắp đi hai miếng thịt bò, vừa nhai vừa gật gù. Có vẻ tái ngon hơn nhỉ? Anh ăn của anh đi. Thế trước khi gặp Dương, em đã yêu ai chưa? Đột nhiên Vũ hỏi tới chuyện này, làm tâm trạng của tôi tụt hẳn. Tôi xem Dương là mối tình đầu của mình, nhưng đó là một mối tình. Thật sự không có gì vui vẻ. Tôi tưởng mình là nữ chính trong một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Nhưng thật không ngờ, tôi chỉ là một bức bình phong che đậy giới tính của Dương. Nhân lúc tôi ngây người, Vũ gắp thêm một miếng thịt bò. Tôi đang bực bội bởi vì bản thân của mình bị lừa dối nên cau có buông đũa. Thôi, anh ăn hết đi. Cái gì đấy? Em keo kiệt thế, có mỗi một miếng thịt bò. Bắt nạt tôi anh cảm thấy vui lắm có phải không? Anh xem tôi là một con ngốc, muốn xoay tôi như trong chóng chứ gì. Ừ, thì tôi ngốc. Tôi ngốc nên mới bị lừa. Chồng mình và người khác yêu nhau ngay trước mặt mình mà mình không biết. Tôi đúng là một con ngốc mà. Cảm xúc tích tụ dồn nén trong lồng ngực được bung ra hết. Tôi vừa khóc vừa nói nấc lên như một đứa trẻ. Mấy hôm nay tôi cố gắng chịu đựng, tỏ ra bình thản chấp nhận. Nhưng sự thật là tôi rất đau. Đau nhất là lúc bị chồng đánh. Trong mắt tôi Dương không phải là một người có thể ra tay đánh phụ nữ. Nhưng vì một câu nói động chạm đến Tuấn mà anh ta thẳng tay đánh tôi. Mỗi lần nhớ đến cái tát đó, tim của tôi lại nhức nhối. Cảm giác đau thấu tâm can, không thể nào quên được. Vũ hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, rút khăn giấy và đưa cho tôi. Khiếp, khóc cái gì mà nước mũi tèm lem. Tôi không quan tâm hình tượng gì, tôi ấm ức tủi thân nên bật khóc cho thỏa thích. Tôi xì mũi rồi nghẹn ngào khóc tiếp. Vũ đưa hẳn hộp khăn giấy cho tôi. Kiếp trước chắc tôi mắc nợ em nhiều lắm, nên kiếp này phải chứng kiến cảnh tượng này. Anh là đồ xấu xa. Cô mới là đồ xấu xa. Hay là tôi lấy gương cho cô soi nhé. Anh dùng túng cho em trai của anh lừa dối tôi. Bọn họ cười nhạo tôi. Ngủ với ai mà tôi còn không biết. Ai? Ai cười nhạo? Tuấn. Lần sau cậu ta còn cười nhạo tôi và em ấy, thì em cứ chửi thẳng vào mặt của nó rằng em ngủ với tôi. Không phải ai muốn ngủ với tôi cũng được đâu. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái xếp hàng đang nằm chờ tôi đấy. Em may mắn lắm mới được tôi chọn còn gì. Tôi mới là người không thèm ấy. Thôi được rồi, nín đi. Nhìn em khóc thế này tôi ăn không nổi. Hộp khăn giấy trên bàn vơi dần đi. Khi tôi điều chỉnh được cảm xúc thì Vũ rửa chén xong xuôi. Anh ta đang ngồi trên ghế, đối diện, khoanh tay nhìn tôi. Không biết nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế. Khóc xong tôi bị khản cổ. Định uống nước thì Vũ rót cho tôi. Ngày mai rồi khóc tiếp. Đừng khóc nữa. Anh đau đầu lắm. Vũ ra phòng khách còn tôi ngồi lại một lúc lâu. Sau đó mới đứng lên. Tôi giận vì Dương đối xử tệ bạc với mình. Tuy Vũ bao che cho em trai, nhưng mà chút giận lên anh ta cũng không đúng. Với lại bây giờ, anh ta đang giúp tôi. Váy của tôi bẩn rồi. Anh cho tôi mượn một bộ đồ để thay có được không? Em muốn mặc cái gì cứ vào phòng mà lấy. Vâng ạ. Tôi lấy một chiếc áo thun màu xám, thêm quần dài cho đủ bộ. Buổi tối mặc như thế này hơi nóng, nhưng mà không sao. Chỉnh nhiệt độ thấp hơn một chút là ngủ ngon. Tôi về phòng khóa cửa cẩn thận, sau đó đi tắm. Mấy hôm nay tôi chỉ ăn rồi ngủ, cũng hình thành một thói quen. Xây tóc xong tôi tắt điện, leo lên giường nằm. Nệm rất êm, nên nằm cực kỳ thoải mái. Ngày mai còn không biết chuyện gì đến với tôi. Tôi không thể nào đoán trước được, nhưng chắc chắn còn nhiều khó khăn mới có thể ly hôn với Dương. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài chưa đến một tháng, ngắn đến mức tôi không dám tin là sự thật. Nhưng cũng may cho tôi, bởi vì tôi phát hiện ra sớm, nếu không để đến khi mang thai, rồi đứa bé đó mới là người đáng thương. Em ngủ chưa? Tôi định đáp lại nhưng thôi,
Giờ này Vũ tìm tôi còn làm gì chứ? Hay là anh ta đến đây để giải quyết nhu cầu sinh lý? Tôi khóa cửa cẩn thận, sau đó im lặng, giả vờ như mình ngủ rồi. Không nghe tôi đáp nên Vũ không gọi tôi nữa. Tối hôm qua ở một nơi xa lạ, nhưng tôi lại ngủ rất ngon, chẳng đề phòng gì hết. Có lẽ do tôi bắt đầu tin tưởng Vũ. Lúc tôi dậy không thấy anh ta đâu. Buổi sáng Vũ đến nhà hàng, nghĩ bụng anh ta không ăn sáng ở nhà nên tôi chỉ chuẩn bị một phần ốp la. Sáng hôm nay ăn gì thế? Trông Vũ rất tươi tỉnh, mới tắm xong, nên khi anh ta đứng gần tôi liền bị mùi bạc hà mắt lạnh vây hãm. Vũ nhìn đĩa ốp la tôi vừa đặt lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống hỏi: Sao không có bánh mì? Tôi không biết chỗ bán. Phía dưới nhà anh cách 5 mét có một tiệm đấy. Tôi nấu rồi, anh đi mua đi. Vũ nhướng mày mất hứng nhưng mà vẫn đứng lên đi mua. Tôi chuẩn bị thêm một phần nữa cho anh ta. Trong lúc đợi Vũ về, tôi đem rèm cửa kéo hết ra. Căn hộ này có ban công rất rộng, nắng từ bên ngoài rọi vào phòng khách, không gian bỗng chốc trở nên bừng sáng thoáng đãng. Tôi nghe tiếng đóng cửa, Vũ đã về, cầm theo bịch bánh mì nóng hổi. Tối hôm qua em ngủ sớm à? Tôi mệt nên tắm xong tôi đi ngủ ngay. Hôm nay có việc cho em làm. Việc gì? Có người phụ nữ nào đến tìm anh thì nhờ em tiếp giùm nhé. Cái đám yến oanh của anh nhiều vô kể, làm sao mà tôi tiếp hết được. Anh chia tay hết rồi, anh đang nghiêm túc độc thân. Anh nghiêm túc được mấy hôm chứ? Vũ cười khinh khỉnh và bắt đầu đưa ra điều kiện với tôi. Nếu như em làm cô ta tức giận thì anh sẽ sớm mang đơn ly hôn về cho em. Nhưng mà cô ta không bao giờ được đến tìm gặp anh nữa, muộn nhất là trong tuần này. Anh nói thật chứ? Thật. Thôi được rồi, tôi sẽ làm, nhưng anh phải giữ lời với tôi. Trong tuần này tôi được ly hôn, tâm trạng tốt nên sau khi lời hứa hẹn đảm bảo của Vũ, tạm thời tôi không nên ra ngoài, quanh quẩn trong căn hộ của Vũ là tốt hơn nhiều so với bị giam cầm trong căn phòng không thấy ánh sáng mặt trời kia. Buổi trưa Vũ không về nên tôi tự do muốn làm gì thì làm. Sau khi ủi phăng lì mấy cái áo sơ mi hôm qua giặt, tôi đem cất vào trong tủ cho anh ta, rồi ra phòng khách để xem tivi. Ngày hôm nay có một người phụ nữ nào đó đến tìm Vũ sao? Tôi đang đợi chờ đây nhưng lại chưa thấy xuất hiện. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi mang theo gương mặt còn ngáy ngủ bước ra cổng. Để cho chắc chắn, tôi nheo mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa xem là ai đến. Khi nhìn thấy một cô gái thân hình bốc lửa, mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi, tôi mới mở cửa cho cô ta vào. Cô ta nhìn thấy tôi, biểu cảm đầu tiên không phải là bất ngờ mà là khinh bỉ ra mặt. Anh Vũ đâu? Anh ấy đến nhà hàng rồi. Cô ta tự ý vào nhà, cặp chân dài thẳng tắp mịn màng khiến cho tôi bị thu hút. Tôi là phụ nữ, nhìn còn thấy thích, huống hồ gì là đàn ông. Dọn đi ngay, hôm nay tôi chuyển tới đây. Vũ dặn tôi chỉ cần làm cho cô ta tức giận bỏ đi thì xong việc, nên tôi không nhún nhường, ngồi xuống ghế, ra dáng như chủ nhà. Cô dựa vào đâu mà bảo tôi dọn đi? Cô còn không biết nhìn lại mình, cô có gì để so sánh với tôi? Một chút quyến rũ cũng không có mà đòi làm bạn gái của anh Vũ sao? Tôi mặc áo thun của Vũ, mượn quần thể thao của anh ta mặc vào, dài đến mắc cá chân, phải xoắn lên mấy bận. So với người phụ nữ ba vòng căng mày đối diện, tôi đúng là không có gì để so sánh. Cô ta cười khẩy, khích bác tôi. Cô biết điều thì dọn khỏi đây nhanh lên, đừng để anh Vũ đá. Rồi cô một đồng ấy, cũng không có mà tiêu. Tôi đâu có cần tiền đâu. Cô ngây thơ quá. Cô mới quen anh Vũ à? Cô nghĩ rằng mình được anh ấy yêu thương suốt đời sao? Ảo tưởng vừa thôi cô gái. Khi nào anh Vũ đuổi tôi thì tôi mới đi. Còn cô ấy à, cô không có quyền. Được, cô không đi chứ gì. Cô ta nhếch môi đứng lên rồi đi sồng sộc vào phòng của Vũ. Không biết cô ta định làm gì nên tôi vội vàng đi theo. Một bộ váy còn không có, còn ra vẻ ta đây. Hóa ra là tỉnh một đêm rồi muốn anh Vũ chịu trách nhiệm chứ gì. Chúng tôi mặc chung quần áo. Cô từng mặc quần áo của anh Vũ chưa?
Tôi bí quá nói đại, nhưng lại chọc giận cô ta. Lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong phòng của Vũ. Bộ trang sức hôm qua thôi sáo ra để trên bàn, Vũ cũng không thèm cất đi. Tôi không biết giá trị bao nhiêu, nhưng thấy cô ta cầm lên, há mồm kinh ngạc. Tôi khoanh tay, tỏ vẻ rừng rưng. Cô bỏ xuống đi, đó là quà mà anh Vũ tặng tôi. Sao có thể, cô không xứng được nhận món quà này. Có xứng hay không, cô đi mà hỏi anh Vũ. Người phụ nữ này tính cách kênh kiệu, không khác gì Diệp. Tôi nhớ ra rồi, hôm đó Dương đưa tôi và bố mẹ đến nhà hàng ăn tối, có gặp cô ta ngồi cùng với Vũ. Anh ta quen bạn gái có hạn sử dụng nhỉ? Cũng gần một tháng rồi, tôi đoán cô ta bị đá, nhưng vẫn cố tình níu kéo. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Cô có dọn đi không? Tôi không dọn. Được, vậy thì tôi cũng không đi. Tôi còn tưởng cô ta định làm trò gì khác, đùng đùng tức giận rồi lại bỏ ra phòng khách, ngồi bấm điện thoại. Cả này có vẻ khó đuổi đi ngay được. Tôi nhìn đồng hồ gần 5 giờ chiều, Vũ sắp về rồi, để mặc cô ta ngồi đây, chuẩn bị bữa tối. Có cà rốt không? Có. Ép cho tôi một ly. Cô có tay có chân, tự đi mà ép. Cô tránh ra. Tôi đang cắt thịt thì bị cô ta đẩy sang một bên, lưỡi dao sượt qua đầu ngón tay, làm cho tôi chảy máu. Đáng đời. Cô ta cười khẩy, cố tình ghé sát vào lưng tôi rồi đẩy thật mạnh. Sẵn con dao trong tay, tôi quay lại cảnh cáo. Cô thử động vào tôi thêm một lần xem. Cô bị điên à? Đúng, tôi đang điên đây. Cô ta lào bào mắng tôi, sau đó bước ra phòng khách. Ngón tay đang dì máu. Tôi xối nước rửa sạch, rồi tìm xem có miếng băng gạc y tế nào không. Thì nghe phòng khách có tiếng nói chuyện. Anh Vũ! Tại sao cô còn ở đây? Anh tránh mặt em bởi vì cô ta sao? Mắt thẩm mỹ của anh từ bao giờ lại tệ như vậy chứ? Rồi sao? Xong chưa? Em rất nhớ anh. Tiếng nói chuyện ngày một gần, hai người họ kéo nhau vào nhà bếp. Nhìn thấy tôi đang lục tìm gì đó, Vũ chưa hỏi thì tôi lên tiếng. Băng gạc y tế anh để đâu? Sao lại không cẩn thận đứt tay à? Vũ đi tới nắm tay tôi xót xa và thổi nhẹ. Hành động ân cần này khiến cô gái đứng sau lưng anh ta mắt nổ đom đóm. Tôi phải hoàn thành vai diễn để lấy được đơn ly hôn nên phụng phịu tố cáo. Em bị cô ta đẩy nên cắt trúng tay đấy. Cô ta đẩy em sao? Vâng ạ. Không có, cô ta nói dối. Anh Vũ. Cô xin lỗi nhì ngay, lập tức xin lỗi. Cô ta mím môi như sắp khóc. Mặc dù tôi mới là người bị đứt tay, Vũ đang tức giận, biết là đang diễn, nhưng anh ta tự dưng quát lên như vậy, khiến cho tôi giật cả mình. Tôi xin lỗi, tôi vô ý, cô bỏ qua cho tôi. Tay tôi đau rồi, bữa tối cô nấu đi. Mời đầu ngón tay cô ta xôn gheo, đính đá tỉ mỉ, nhìn qua cũng biết không giỏi nấu ăn. Vũ cười nhạt nhìn bãi chiến trường tôi đang bày ra trong bếp, rồi xoa đầu ân cần nói. Em về phòng nghỉ ngơi, đợi Thủy nấu xong anh gọi nhé. Dạ vâng. Thủy đánh đá, lúc này lườm nguýt tôi. Tuy vậy cô ta vẫn đeo tạp dề để vào bếp nấu ăn. Để xem cô ta nấu được mấy món, bộ dạng lóng ngóng đến cầm dao còn không biết cầm. Tôi mới đi được mấy bước thì nghe cô ta lo ó bởi vì cắt trúng tay. Đáng đời, tôi trả lại cho cô ta câu nói lúc nãy. Này, anh làm gì đấy? Diễn ý, thì phải diễn cho giống. Tôi định về phòng nhưng bị Vũ lôi kéo vào phòng anh ta, sau đó đóng cửa lại. Vũ vừa xắn tay áo sơ mi vừa thản nhiên nói với tôi. Em đi tắm đi. Tôi về phòng. Tắm ở đây, chúng ta đang yêu nhau, ai lại ở phòng riêng bao giờ. Cô ta đang bận nấu ăn, không có thời gian để ý đâu. Để anh cho em xem cái này. Chân Vũ rất dài, chỉ mấy bước đã tới cửa, vặn chốt và mở ra. Một thân ảnh xinh đẹp đeo tạp dề từ bên ngoài đổ nhào vào trong phòng. Thủy lúng túng hỏi gượng. Tôm có cần bóc vỏ không ạ? Cần. Vâng, em không biết, lên đây hỏi thử. Cô xuống và nấu tiếp đi. Trước khi cửa phòng khép lại, tôi cũng kịp thấy Thủy liếc xéo mình. Vũ dựa vào tướng nhướng mày. Tôi tự hiểu
nên mở tủ quần áo của anh ta, mượn đồ đi tắm. Nhà vệ sinh phòng Vũ rộng hơn phòng tôi. Anh ta cũng chịu khó đầu tư cho bản thân, chạy lọ trên kệ rất nhiều. Thảo nào, ngoài phong độ lịch lãm ra, thì cô gái nào cũng mê. Trong số những người đó, có những người mê tiền của Vũ. Tôi tắm rất nhanh, không biết Vũ ở bên ngoài làm gì. Đẩy cửa nhà vệ sinh, nhưng không thấy anh ta đâu. Phòng Vũ có ban công, một đợt gió lùa vào khiến cho tôi rùng mình. Nhìn rèm cửa đang bị thổi bay, tôi hiếu kỳ bước ra. Gia đình của Nhi không liên quan gì đến chuyện này. Nghe lời anh ly hôn đi. Còn về phía mẹ, anh nói chuyện với bà ấy. Điếu thuốc lập lòe trên tay Vũ được anh ta đưa lên miệng, hít vào rồi phà ra một ngụm khói trắng. Nhìn Vũ lúc này thực sự rất gợi cảm. Cánh tay màu đồng săn chắc nâng lên rồi hạ xuống, giọng nói trầm trầm rất dễ nghe. Anh ta đang xoay lưng về phía tôi, nửa thân trên được che bởi lớp áo sơ mi trắng, đường nét rắn giỏi như ẩn như hiện trước mắt tôi. Tôi không hiểu mình bị làm sao, tự dưng thấy anh ta quyến rũ rồi lại đỏ mặt. Trong đầu đang nghĩ đến những hình ảnh không được đứng đắn từng phát sinh giữa mình và anh ta. Cô ấy muốn trốn thì em khó mà tìm ra được. Còn Tuấn, anh không thích cậu ta can thiệp quá sâu. Nếu còn hành xử ngu ngốc giống như ngày hôm nay, anh không bỏ qua cho em đâu. Không biết Tuấn đã làm gì, nhưng mà lời cảnh cáo của Vũ nghe có vẻ tức giận. Tôi hiếu kỳ, nấp sau rèm cửa im lặng để nghe tiếp, thì đúng lúc Vũ xoay người lại. Anh ta nhìn thẳng về phía tôi, chưa kịp bỏ chạy thì rèm cửa đã bị kéo ra. Tôi cười và giải thích. Tôi không cố ý nghe lén đâu, chỉ là vô tình thôi. Vậy em trốn trong này làm gì? Gió lạnh, tôi đứng đây cho khỏi lạnh thôi. Không phải sợ trúng gió à? Phủi phui cái mồm của anh. Vũ lúc này ký vào trán tôi, rồi mỉm cười lấy quần áo đi tắm, không nhắc gì về chuyện nghe lén kia. Điện thoại anh ta để trên giường, tôi ngồi kế bên nhìn vào mấy lần, chần chừ len lén cầm lên. Tôi nhập sai mật khẩu liên tiếp 7 lần, nên bị vô hiệu hóa, phải đợi 5 phút sau mới mở lên được. Lúc đó, Vũ cũng tắm xong. Tôi không dám tay máy, nên bỏ điện thoại lại chỗ cũ. Bên ngoài Thủy đang nấu ăn, mùi khét lẹt thoang thoảng bay vào phòng. Tôi nhíu mày ra xem thử có phải cháy nhà rồi hay không, thì nghe Thủy ho sặc sụa. Trong bếp bốc lên một làn khói cùng với tiếng xì xèo. Bên trong chiếc chảo chống dính là một màu đen u ám. Thủy hoảng sợ cầu cứu. Cháy rồi, giúp tôi. Tôi đẩy Thủy ra rồi tắt bếp. Đầu tóc cô ta rối bù, miệng đang còn ho, không ngừng nghỉ. Nước mắt làm lem luốc mascara, đọng lại hai vệt đen dài trên mặt, trông vô cùng thảm hại. Cô ta nấu ăn không khác gì đang vật lộn. Thấy Vũ nhăn nhó bước vào, Thủy vội vàng lên tiếng. Anh Vũ, chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài đi, tay của em bị bỏng rồi. Cô không nấu được thì về. Em... Nấu, hoặc là về. Cô chỉ có một lựa chọn thôi. Thôi được rồi, để em nấu lại. Thủy vô cùng quyết tâm, tôi nhường không gian bừa bộn cho cô ta, rồi ra phòng khách ngồi. Nghe Vũ đứng phía sau, bảo Thủy làm hai ly nước ép đem ra ngoài. Vũ vừa ngồi xuống, đã đặt tay lên eo của tôi, vô cùng thân mật, kéo tôi lại gần. Tôi lý nhí gỡ tay của Vũ ra. Nhưng càng như vậy, Vũ lại càng thể hiện. Ôm tôi vào trong ngực, ghé môi vào tai của tôi, thì thầm to nhỏ. Phải làm cho cô ta tức nghẹn chứ. Sao anh ác thế hả? Tôi biết là Vũ đang diễn, nên ngồi im cho anh ta ôm. Nhưng hình như anh ta đang diễn quá nhập tâm, đặt tay ở eo của tôi và vuốt ve. Hơi thở phả ra bên mặt, tôi bị nhột, vừa hé môi đã bị đầu lưỡi linh hoạt chen vào bên trong. Nụ hôn đến bất ngờ khiến tôi không kịp chuẩn bị, choáng váng gọi tên anh ta. Có lẽ Thủy nghe được nên mới từ trong bếp chạy ra. Anh Vũ, tại sao... Nước ép đâu? Em chưa làm xong. Chưa xong? Thế cô chạy ra đây làm gì? Tại sao anh có thể hôn cô ta trong khi... Vậy thì chúng tôi về phòng ân ái, để cho cô khỏi phiền nhé. Không được. Anh Vũ à, em yêu anh cơ mà. Nhìn anh ôm ấp người phụ nữ khác, em đau lòng lắm. Nói rất hay. Nói y hệt chị em kết nghĩa của cô. Em... Tôi đói bụng rồi, cô vào nấu nhanh lên.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thùy giàn giụa nước mắt. Nếu là tôi thì tôi sớm bỏ về từ lâu rồi. Thật là khâm phục khả năng chịu đựng của Thùy. Cô ta mím môi tức run người, đứng yên một chỗ. Vũ ôm tôi đặt lên đùi của mình, môi mỏng mơn trớn hôn lên gò má của tôi. Tôi biết anh ta đang chọc cho Thùy tức chơi, nhưng mà trước mặt người khác thân mật như vậy khiến cho tôi ngại ngùng. Ăn tối xong, anh có quà cho em. Bộ trang sức hôm qua anh tặng, có người đụng đến rồi, em không còn thích nữa. Anh mua cho em bộ khác nhé, chịu không? Thế thì người tao cũng thích xe. Được, thích cái gì anh mua cho em hết. Yêu anh nhất. Cảm ơn anh thế nào đây? Kìa, có người đang nhìn đấy, anh đừng hôn em nữa. Kệ, cô ta nhìn kệ, làm sao cô ta quyến rũ bằng em. Toàn nói điêu thì có. Thế thì vào trong phòng, anh chứng minh cho em thấy là không hề nói điêu. Nhưng em đói bụng, anh bảo cô ta nấu nhanh đi. Tôi nói xong tự dưng nổi da gà với giọng điệu óng hẹo của mình. Vũ cười vui vẻ, vùi mặt vào cổ của tôi, mút mạnh thành tiếng, để lại một dấu hôn chói mắt, một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Anh Vũ! Cô còn không đi nấu đi, cô đứng đây làm gì? Nhanh lên! Cô không nghe cô ấy nói rằng cô ấy đói à? Tại sao anh đối xử với em như vậy chứ? Em đã làm gì sai? Thủy khóc nấc lên chạy tới cầm túi sách, rồi tung cửa bỏ chạy. Tôi thở phào, cô ta còn không đi nữa, đúng là bội phục. Bàn tay không đứng đắn của Vũ từ khi nào đã xâm nhập vào trong áo của tôi, nắm lấy một bên ngực của tôi và xoa nắn. Cô ta đi rồi, anh còn... Em vừa mới bảo, em yêu anh nhất cơ mà. Chúng ta diễn trò, đó không phải là sự thật. Nhưng anh lại tin, đó là sự thật. Biết Vũ là người thích đùa, nên tôi trừng mắt cảnh cáo, đánh lên bàn tay không đứng đắn, đang mò mẫm chỗ không cần mò. Anh ta bị đau, nhưng vẫn không chịu dừng lại, cố tình véo nhẹ vào đỉnh tròn. Rồi sau đó, tôi cắn môi và mắng mỏ. Anh bỏ tôi ra, tôi phải đi nấu bữa tối. Anh gọi nhà hàng đem đồ tới rồi. Tôi làm theo ý của anh, tuần này anh phải đưa đơn ly hôn cho tôi. Anh hứa rồi đấy. Nếu như hứa thì anh không bao giờ quên. Chỉ là... Anh định lật lọng. Không hề. Nhưng hôm nay em phụ diễn hơi ít. Phải thêm một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Ăn tối xong, anh nói cho em nghe. Vũ dứt lời thì có người bấm chuông. Anh ta cũng chịu buông tôi ra và đứng lên mở cửa. Bên nhà hàng giao đồ ăn tới. Trong bếp hỗn độn như bãi chiến trường, nên tôi cũng ngán ngẩm. Vũ đặt hai phần bò bít tết. Đây là món chớ danh của nhà hàng. Lần trước Dương đưa gia đình tôi đi ăn, mùi vị đúng là không chê vào đâu được. Thì thoảng bố mẹ tôi vẫn còn nhắc đến. Một lát anh cho tôi mượn điện thoại, có được không? Em định gọi cho ai? Tôi gọi cho Vi. Không biết gia đình tôi như thế nào. Thế sao không gọi trực tiếp? Để hỏi cho anh cũng được. Anh nói cho tôi biết sao? Vũ chề môi nhai miếng thịt bò. Nhai trong miệng ngấu nghiến. Anh ta thích dẫn dụ người khác đi đến nửa đường rồi dừng dưng. Tôi bị mấy lần rồi, thế mà cứ còn ảo tưởng rằng tôi tin anh, dẫn dắt mình đi đến cùng. Anh ta không nói gì thêm, làm tôi chẳng biết có đồng ý cho mượn điện thoại hay không. Ăn xong tôi vào bếp dọn dẹp, lục đục hơn nửa tiếng đồng hồ mới dọn xong tàn tích của Thùy để lại. Người ngậm toàn mùi dầu mỡ nên tôi về phòng tắm thêm một lần nữa. Em bảo mượn điện thoại mà, sao không lấy? Đợi tôi một tí. Nãy giờ tôi lằng vàng trong phòng khách thì anh ta không chịu cho mượn. Vừa đợi tôi cởi hết quần áo, thoa sữa tắm khắp người thì anh ta lại bước vào phòng. Giọng của Vũ lúc này mất kiên nhẫn. Anh buồn ngủ rồi, cho em 2 phút. Tôi ra ngay bây giờ. Tôi vội vàng xối nước tắm nhanh rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Tóc lúc này không kịp lau. Vũ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, điện thoại kế bên. Lại đây. Vẻ mặt của Vũ khiến tôi cảnh giác, không biết anh ta muốn làm gì, nhưng mà tôi đi tới cạnh giường. Vũ lấy máy sấy trong hộc tủ đưa cho tôi. Sấy khô tóc trước đi. Anh cứ để tôi tự làm. Ngồi im đi. Tôi không cựa quậy vì đang mải mê suy nghĩ hành động săn sóc chu đáo này. Rốt cuộc Vũ muốn như thế nào? Tự dưng anh ta lại đối xử tốt với tôi. Phải chăng Vũ đang âm mưu điều gì? Được đối xử tốt quá, đâm ra lo sợ.
Tiếng máy sấy ù ù vang lên bên tai. Không biết Vũ có thường xuyên ga lăng với các cô bạn gái khác như vậy hay không, mà động tác của anh ta rất dịu dàng và thành thục, không sấy tóc quá khô. Xong rồi đấy. Vũ tắt máy sấy, hài lòng ghé mũi vào tóc của tôi. Thơm. Anh mở khóa điện thoại cho tôi. Tôi đưa điện thoại cho Vũ mở khóa rồi gọi cho cái Vi trước mặt anh ta. Alo. Mày sao rồi? Bọn họ có làm gì mày không? Tao ổn. Bố mẹ tao thế nào? Ừ, lúc sáng bé Hân gọi cho mày không được nên hỏi tao. Tao bảo mày đang đi du lịch. Nó bị một đám người chặn đường gây rối nhưng lại không dám nói gì với bố mẹ. Tao dặn bé Hân có gì cứ gọi cho tao rồi. Nếu bọn chúng làm gì con bé thì phải trình báo công an ngay. Tôi nhìn Vũ, anh ta nhún vai vô tội như không liên quan. Khốn nạn thật, bọn họ tìm đến bé Hân rồi sao? Tôi phải làm gì để bảo vệ em gái và gia đình của tôi đây? Vì sự quyết định nóng vội của tôi mà bây giờ mọi người trong gia đình đều bị liên lụy. Vì này, mày để ý bé Hân giùm tao nhá. Tao sắp ly hôn rồi, chỉ trong tuần này nữa thôi. Mày còn giữ bằng chứng gì không? Nhỡ bọn họ chèn ép, không chịu ly hôn thì mày tính thế nào? Có người giúp tao. Ai giúp? Anh Vũ. Ơ, mày bị điên à? Vũ là anh trai của Dương, tự dưng anh ta lại tốt bụng đi giúp mày. Hay là anh ta bắt mày phải làm gì? Có khi bọn họ thông đồng lừa mày hay không? Anh ta không đáng tin đâu Nhi à? Cái Vì nói như hét vào điện thoại, khiến cho tôi tỉnh táo. Vũ ngồi kế bên nghe không sót một từ, nhưng chỉ cười rừng rưng và không tức giận. Tao kể với mày sau nhá. Mày giúp tao để ý đến bé Hân nhá. Tao biết rồi. Mày phải thường xuyên gọi cho tao yên tâm đấy. Nhỡ mày có chuyện gì, tao còn biết đường mà đi tìm. Tôi nói chuyện xong trả điện thoại cho Vũ. Anh ta không cầm mà nắm lấy tay của tôi, cùng tôi ngã xuống giường. Cằm của tôi đập vào ngực của Vũ đau điếng. Chân dài vòng qua cố định lấy đùi tôi, nhướng mày và hỏi. Khuôn mặt của anh không đáng tin sao? Bởi vì cái Vi chưa tiếp xúc nhiều nên là... Thế còn em? Em có tin tưởng anh không? Hiện tại tôi chỉ được phép tin tưởng một mình anh, thế nên tôi tin anh. Nếu như anh lừa em thì sao? Tôi sẽ hận anh suốt đời. Vũ bật cười mơn trớn gò má của tôi, thì thầm to nhỏ. Anh muốn em nhớ đến anh suốt đời, chứ không phải là hận anh suốt đời. Vũ ôm eo của tôi nâng lên, sự co sát thân mật cùng câu nói ẩn ý của anh ta khiến cho tôi hoang mang. Thừa lúc tôi lơ là, Vũ khéo léo tách môi của tôi, rồi hai đầu lưỡi cùng hòa quyện vào nhau. Vũ miệt mài khám phá mọi ngóc ngách bên trong cơ thể. Tối nay không có ép buộc hay điều kiện gì, tôi ngả vào vòng tay của Vũ với dục vọng nguyên thủy nhất. Vì một lý do nào đó, tôi không từ chối anh ta, tự nguyện tiếp nhận người đàn ông này chiếm lấy mình. Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng hé mắt thì chạm phải bức tường thịt săn chắc. Vũ thở hắt ra đem điện thoại tắt nguồn vào ôm tôi ngủ tiếp. Tối hôm qua anh ta giày vò tôi suốt đêm, cơ thể của tôi bây giờ chỗ nào cũng ê ẩm, tay chân nhấc lên nhấc xuống dã rời. Không biết mấy giờ rồi, tôi cựa quậy, đẩy Vũ ra. Anh không đến nhà hàng sao? Đang còn sớm. Muộn rồi mà. Vũ lời biếng mở mắt, rồi cằm vào trán của tôi. Anh muốn ôm em thêm một chút. Anh ôm cả đêm rồi, không thấy chán à? Mềm mại như thế này, làm sao mà chán được chứ? Qua một đêm anh ta nói chuyện rất dễ nghe, bàn tay đặt ở sau lưng bắt đầu mơn trớn, một chân chen vào đùi của tôi, cố tình dùng đầu gối cọ vào người của tôi. Nào, đau. Đưa anh xem nào. Không cần, anh dậy đi, tôi đói bụng rồi. Vậy anh mua đồ ăn sáng cho em nhé. Vũ hôn lên tóc của tôi sau đó ngồi dậy, cơ thể trần truồng thản nhiên đi lại trước mặt tôi, còn vui vẻ huýt sáo. Tôi chống tay ngồi dậy, bên dưới đau thật, chứ không phải giả vờ đâu. Chợt nghĩ đến tối hôm qua, chúng tôi không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào. Vũ lại vần tôi không biết bao nhiêu lần, khả năng mang thai là rất cao. Tôi đang sốt ruột chờ, tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh cũng dừng lại. Vũ chỉ quấn khăn tắm bước ra, chống một tay vào tường, đứng chéo chân hỏi tôi. Em muốn ăn gì? Gì cũng được. Thế anh có được không?
Anh mua giúp tôi thuốc tránh thai có được không? Khuôn mặt đang cười của Vũ tự dưng khựng lại nghiêm túc. Anh đứng thẳng người. Tôi sắp ly hôn với Dương rồi, không thể nào để xảy ra chuyện rắc rối gì khác dính dáng đến gia đình của anh ta. Vũ ừ một tiếng rồi thay quần áo ra ngoài. Tôi cũng vén chăn vào nhà vệ sinh, tắm rửa và đợi anh ta về. Vũ không đem theo điện thoại. Tôi qua tôi lén, nhìn thấy anh ta mở khóa nên nhớ mật khẩu. Tuy nói tin tưởng Vũ, nhưng sự tốt bụng của anh ta khiến cho tôi hoài nghi. Liệu Vũ muốn giúp tôi thật lòng hay là có nguyên nhân nào khác? Tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi sau đó mở điện thoại của Vũ ra xem. Đọc trộm tin nhắn của người khác là không đúng, nhưng sự hiếu kỳ lại khiến tôi sớm quăng cái suy nghĩ đó qua một bên. Điện thoại của Vũ rất tẻ nhạt, chỉ toàn liên quan đến công việc. Tôi thử mò vào album ảnh xem thử thì còn nhạt nhẽo hơn. Ngón tay định lướt, sau đó định thoát ra, nhưng mà chợt khựng lại. Giữa những bức ảnh chụp liên quan đến món ăn, phong cảnh thì có một bức ảnh Lạc Quẻ xuất hiện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Thú Vui Hoan Lạc được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 5, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Đối với bản thân của Tâm An, sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 5 ấy, thì cảm nhận Vũ rõ ràng là một người đàn ông. Có thể là anh ta chơi bời ở bên ngoài, nhưng mà tình cảm của anh ta dành cho Nhi có thể là thật lòng. Và ngày hôm nay anh ta đang dang rộng vòng tay để giúp đỡ cho Nhi. Liệu rằng cô gái tên Nhi của chúng ta có ly hôn nhanh chóng với Dương và có một cuộc sống mới hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.